Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi tọa đàm khởi nghiệp của Bảo Thảo quan trọng nhất. Mình tên là Thanh Như, mình là sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Quốc gia Singapore. Và hôm nay thì mình rất là hân hạnh được dẫn chương trình trong buổi tọa đàm ngày hôm nay. Như các bạn đã biết thì khởi nghiệp bằng con đường tự xây dựng công ty đang được trở thành phương hướng cho các bạn trẻ thế giới cũng như là các bạn ở Việt Nam chọn làm hướng đi cho riêng mình. Nhưng làm thế nào để có thể xây dựng, có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để xây dựng công ty? Cũng như đặc biệt đối với các bạn du học sinh hiện nay, khi mà đã xa quê hương trong một thời gian dài, làm sao các bạn có thể có đủ kinh nghiệm thực tiễn ở Việt Nam để lập nghiệp? Đó cũng chính là chủ đề của buổi tọa đàm ngày hôm nay. Và đến với buổi tọa đàm ngày hôm nay thì chúng em rất hân hạnh có được sự có mặt của anh Andre Antoine. Anh là phó giám đốc công ty tư vấn Anthony. Anh đã tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin tại MIT và anh từng làm chuyên gia cố vấn về quản lý tại Vina Capital và hiện nay là giám đốc công ty Anthony chuyên cố vấn các chiến lược quản lý các công ty đa quốc gia ở Mỹ và châu Âu. Các bạn hãy cùng và vị khách mời tiếp theo của chương trình đó là anh Lê Hồng Minh. Anh là người sáng lập, chủ tịch và giám đốc điều hành tại tập đoàn VNG. Anh đã tốt nghiệp tại Đại học Monash ở Úc và sau đó ở tuổi 27 anh trở thành giám đốc vốn sở hữu tư nhân tại Vina Capital và vào đó vào năm 2004 anh đã thành lập công ty Vina Game với sứ mệnh phát triển internet để thay đổi cuộc sống của con người Việt Nam. Diễn giả tiếp theo của chúng ta là anh Phạm Anh Khoa. Anh là đồng sáng lập và giám đốc của Yola Institute và tổ chức Việt Abroader. Anh đã tốt nghiệp tại trường Bay College ở Mỹ và anh đã nhận được học bổng Watson của người sáng lập IBM và đã từng làm việc tại Vina Capital Office, BBC World Service và hiện nay anh là đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Yola Institute và Việt Abroader. Và các bạn biết không, thật sự ra thì đến với buổi trò chuyện hôm nay thì còn một khách mời nữa. Nhưng mà bởi vì anh vì lý do sức khỏe nhưng mà anh vẫn cố gắng đem trên đường đến đây. Nên mặc dù anh không ở đây thì chúng ta hãy cho anh một tràng pháo tay. Anh ấy sẽ đến với chúng ta trong một... Và để mở đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phần thuyết trình của các diễn giả. Các anh muốn trình bày là những kinh nghiệm và những kinh nghiệm và kiến thức của các anh khi lập nghiệp ở môi trường Việt Nam và những kiến thức làm thế nào để có đầy đủ làm sao để các anh có thể xây dựng được công ty thành công như ngày hôm nay. Đầu tiên em xin mời anh Andre Antoine với phần trình bày. Dạ, anh Andre. Trước khi nói, tôi muốn hỏi các anh chị em ở đây. Các anh chị em đến với cái panel này là entrepreneurship. Thì tôi muốn hỏi trong các anh chị em ở đây, ai đã có ý định nhất thiết ở trong đầu rồi muốn trở thành entrepreneur? Wow, người tôi lại sao? Có thể là sau buổi này sẽ đổi ý đúng không? Thì em muốn anh nói sơ qua về cái quá trình nói chung quá khứ đúng không? Thế lỗi nha, cái việc mình cũng hơi loạn quạng. Mình đi rời Việt Nam từ hồi 6 tuổi cơ. Thì nói chuyện hơi loạn quạng. Thì cái gì không hiểu thì giơ tay lên hỏi nhé. Xin lỗi trước. Anh mới đáp máy bay từ New Zealand. Không, ở Shanghai. Ở Shanghai đến đây, nhưng mà các anh rất là tâm huyết để đến với cuộc hội thảo của chúng ta ngày hôm nay. Đó thì mình nói cái muốn trở thành entrepreneur. Entrepreneur cái việc cái bản gì? Em hồi đấy em rất là gặp với muốn gặp khó khăn khi mà dịch thì em nghĩ là khởi nghiệp bằng con đường xây dựng công ty. Entrepreneur cho nó khỏe. Các bạn đừng có biết. Sai entrepreneur cho nó khỏe. Entrepreneur là các em biết là cái tiếng Pháp đúng không? Gốc từ tiếng Pháp entrepreneur. Entre là ở giữa, preneur là coi như taker. Entrepreneur là người mà đứng ra làm cái việc gì đó, entrepreneur. Có một cái joke là ông Bush khi mà ông xích mích với Pháp, ông nói trời ơi, mấy ông Tây này không có hiểu entrepreneur là cái gì hết. Thì ông Bush ông có hiểu là cái tiếng đó là tiếng Pháp. Vì ông nói chắc là dân Pháp không có cái chữ entrepreneur.
Nhưng mà ok, cái anh thấy đây bài đặt ở trong sân khấu nữa, đã có anh đã gặp rồi trong cái buổi Trịnh Công Sơn cách đây hình như một năm. Thì anh có một cái câu hát trong nhạc trên Trịnh Công Sơn kêu là nhiều đêm thấy ta là thác đổ, tỉnh ra có khi còn nghe. Không? Thì thác là cái gì rất là hùng vĩ, anh có dịp nói chuyện rất nhiều với anh Trịnh Công Sơn về cái việc đó. Cái rất là hùng vĩ, nhưng mà mình mơ, mình ước về cái đó, nhiều khi mình tỉnh ra mình còn thấy mình đang là cái thác đổ. Thì bất cứ những cái gì entrepreneur nó cũng bắt nguồn từ một giấc mơ, đúng không? Thì mình mơ, mình muốn rất mạnh, nó sẽ trở thành như thế. Nhưng mà anh không có biết có thể tự gọi anh là entrepreneur không, nhưng mà lúc đầu tiên anh không có nghĩ là anh thành entrepreneur. Anh có một cái giấc mơ lúc còn nhỏ, cái giấc mơ của anh là trở thành pilot và professional pilot dân sự. Thì anh đã hoàn thành cái giấc mơ đó. Các em nhìn trong cái CV anh bao giờ anh để cái đó hết á, tại vì để vô rất là bất tiện. Anh đã học ra trường ở Pháp về cái đó, nhưng mà vì hồi đó cái rất là khắc khao về cái khắc khe, về cái anh mang kiến mắt không có tốt, hàng gì anh cũng làm được cái việc đó. Thì người ta nói thời thế tạo anh hùng, thì thời thế cũng tạo entrepreneur. Thì không làm lái máy bay được thì trở về làm entrepreneur. Thì anh có một nói vậy, cái message của anh muốn nói là nhiều khi mình cái mà cái bất ngờ nó tới với mình, nó nhiều khi nó đưa mình, nó đổi cuộc đời của mình. Cảm ơn anh. Chúng ta chia sẻ về con đường xây dựng công ty của anh ạ. Chào tất cả mọi người. Thì chắc là hồi sáng thì mình cũng có nói ngắn gọn, tức là cái việc mà khởi nghiệp của cá nhân mình cũng như là thành lập của VNG thì xuất phát từ những cái chuyện nói chung là khá là tình cờ. Ví dụ như là một ngày đẹp trời thì đang ngồi bên nút thì nghĩ là chắc là giờ mình không có tương lai đây, ví dụ là như vậy. Hoặc là một ngày cũng là một ngày đẹp trời khác thì đang ngồi làm việc ở trong văn phòng, đang ngồi gọi là viết một cái báo cáo thì mới đọc một cái tin ở trên internet là Việt Nam thì chuẩn bị tổ chức World Cyber Game, tức là nếu mà ở đây những người mà không chơi game thì hiểu là một cái giống như một cái Olympic cho những người chơi game để tuyển chọn một cái đội tuyển của Việt Nam để đi thi đấu game ở Hàn Quốc, đó là năm 2022. Thì cá nhân của mình thì lúc đó là rất là mê chơi game cho nên là đăng ký và tham gia, và thông qua cái đội tuyển World Cyber Game đó thì là gặp những người đầu tiên gọi là người bạn ha, chơi game chung, và từ đó hình thành cái gọi là những cái nhân sự nòng cốt cho VNG sau này. Trong cuộc sống đó, mình nghĩ là rất là nhiều việc nó là sự tình cờ, tức là mình nhiều khi mình cũng không phải là mình có một cái plan 100%, giống như anh thôi hồi nãy vừa mới nói là giờ tôi có trong hồi nhỏ tôi có muốn làm pilot, tôi đã đi học rồi mà sau đó ra thì tôi lại làm chuyện khác chẳng hạn. Bản thân của VNG thì cũng thực sự ra là có rất là nhiều cái may mắn trong cái thời điểm đầu tiên khi mà thành lập, chẳng hạn như là mình không biết gì hết nhưng mà mình cũng gọi như là mèo mù vỡ được cá ráng, cho nên là cũng được sự thành công. Tuy nhiên á, mình thì chỉ có một cái chia sẻ ngắn là đối với lại cái bất kỳ một công việc gì mà các bạn muốn làm khi mà các bạn khởi nghiệp thì các bạn nên start khi mà bạn bắt đầu các bạn cảm thấy là giống như là một cái gì đó thôi thúc ở trong người mình, tức là mình như là ăn không ngon ngủ không yên, giống tưởng tượng chẳng hạn như là mình mà gọi là chuẩn bị yêu chẳng hạn, thực sự như vậy, đúng không? Mình không thể nào mà mình gặp một cái cô đó mà mình chưa có một cái cảm giác gì đó mà thôi thúc mãnh liệt thì nhiều khi chưa chắc chưa nên mở miệng, tại vì khi đâu mở miệng rồi lỡ lòng thì sao. Chừng nào mình cảm thấy là I cannot live without her rồi thì lúc đó mới nên gọi là make the first move. Tương tự như vậy thì cái công việc mà các bạn đang làm á, ví dụ như hiện tại bây giờ có rất là nhiều bạn đang làm những cái small project về social entrepreneur, hoặc là có thể các bạn thì mình có gặp các bạn trong giờ ăn trưa, các bạn đang chuẩn bị đã thành lập hoặc là chuẩn bị thành lập những cái công ty về gọi như là khởi nghiệp của mình rồi, thì mình nên làm một chuyện khi mà mình có một cái sự khát khao đủ lớn ở trong lòng. Lý do là như thế nào?
Tại vì chắc chắn 100% là các bạn sẽ gặp rất là nhiều các khó khăn. No doubt, ngay cả như là VNG mà mình nói là mèo mù vỡ phải cá rán, có rất là nhiều cái may mắn trong cái bước đầu khởi nghiệp của mình, nhưng mà nói chung là cũng gặp rất nhiều sự khó khăn, và chắc chắn sẽ có những lúc các bạn sẽ cảm thấy là I just want to give up. Thực sự là như vậy. Thì nếu mà mình không có một cái sự thôi thúc rất là lớn ở trong lòng của mình thì có thể mình sẽ bắt đầu give up, mình sẽ bắt đầu gọi là đầu hàng từ những cái điểm nhỏ, hoặc là giống như là mình có thể mình cố hơn một chút xíu trong ngày hôm nay thôi, mình cố nửa xíu thôi, hoặc là mình có thể làm thêm một số việc, hoặc là mình có thể mình cố gắng hết sức để mình làm được một việc gì đó thì mình sẽ bỏ, mình sẽ không làm. Thì nhiều cái nhỏ như vậy cộng lại thì nó sẽ đưa đến một cái kết quả lớn là mình sẽ không thành công trong cái công việc của mình. Cho nên là nói chung là Minh thì là một người học về finance, Minh thì là một người rất là thích về toán, rất thích về science, làm hiện tại tất cả những công việc bây giờ làm rất là nhiều về technology. Ngay cả như đối với VNG hiện tại bây giờ, một trong những cái operating principle, tức là những cái gọi là nguyên tắc làm việc của VNG là metric mindset, tức là tất cả mọi việc cần phải được đo đạc và phải được gọi là mình phải dùng con số để mình nói chuyện với nhau, chứ không nói là giờ tôi cảm thấy cái này là tốt hoặc là tôi cảm thấy cái kia là tốt. Tuy nhiên là đối với là entrepreneur thì mình nghĩ là you have to, mình phải biết là listen to your heart, thực sự là như vậy. Thì đó là cái chia sẻ kinh nghiệm của mình. Hôm nay thì khi mà được ban giám ban tổ chức mời đến đây thì mình cũng có nói là nói chung là cái tổ chức Yola thì cũng ra đời gần đây thôi, đó thì cũng chưa gọi là có thể gọi là thành công được. Thì chủ yếu mình đến đây là để chia sẻ những cái mà khi mà gọi là khi mình từ Mỹ về đây về Việt Nam để mà lập nghiệp thì có những cái khó khăn, có những cái thử thách gì, thì đến đây để chia sẻ với mọi người cái thực tế Việt Nam. Thì thật ra là cái Yola ngày hôm nay nó cũng trải qua rất nhiều những cái thay đổi và rất nhiều cái tình cờ, là tức là cái ngày đầu tiên thật ra khi lập ra cái Yola thì là cái có đây là có chị Tú đây là cũng là một trong những người sáng lập chung, là cái team của mình thì là tính làm về gọi là e-learning, tức là dạng như cung cấp dạy những cái về SAT và TOEFL qua mạng cho những bạn trẻ. Và tại vì lúc đó mình nghĩ là mình có nghiên cứu những cái mô hình ở bên Hàn Quốc, ở bên Trung Quốc, mình thấy là cái e-learning nó có những cái lợi thế là tiết kiệm chi phí rồi tiện lợi đó, và mình cũng mở ra mình làm qua Sky, mình mua solution về mình làm. Thì trong lúc làm thì có một cái rất là có một số câu chuyện rất là vui, mà nó tức là cũng lúc đó thì buồn nhưng mà bây giờ thì vui đó, tức là ví dụ như khi mà mình cũng có ví dụ như có một số khách hàng, thì ví dụ như có những lúc là khi mà khách hàng đến, ví dụ như khách hàng học sinh đến giờ học chẳng hạn, thì để ra đến giờ đó phải lên mạng để học, thì lúc mà mình gọi điện đến mình tại con thấy em nó đến thì mình gọi điện đến thì là em nói đang đi ngoài đường tại quên giờ lên mạng. Trong khi đó hoặc là có một cái trường hợp khác, ví dụ như đang học, đang nói chuyện với người nước ngoài như vậy qua Skype, thì là tự nhiên có một ai nhảy vô, anh ơi, tức là em gái của bạn đó nhảy vô cái phòng của em đó đang xong rồi cái nói của Su. Thì cái ở đây là còn về phía phụ huynh thì là họ cũng không có willing để trả tiền, là tại vì là họ muốn là nếu mà họ trả tiền họ muốn con họ vô học một cái môi trường, có một cái community, có giáo viên gặp thật sự và có cái bài tập, nói chung là mọi thứ nó có cái chuyên học thật sự. Thì sau khi mà team ngồi lại thì mình có lúc mình thấy là cái e-learning nó có cái mô hình nó rất là cool, rất là nói chung nó work ở những cái khác, nhưng ở Việt Nam thì có vẻ như cái timing nó chưa đúng, về cái hành vi người tiêu dùng họ cũng chưa quen đó, nên là cái team mình ngồi lại và cũng có một cái quyết định rất lớn, tức là mình không làm về gọi là online nữa, tức là online thì chỉ làm website thôi, và mình quyết định là dạy những cái đó, nhưng mà mình dạy offline, mình dạy có tức là mở trường, có lớp, có giáo viên, có bàn ghế và dạy trực tiếp. Thì sau khi mà thay đổi cái quyết định như vậy thì thật sự là cái công ty tạm tức là vượt qua được cái giai đoạn khó khăn lúc đầu, và nói chung là thu hút được học sinh trong cái năm đầu tiên, cũng như là cái sự tin tưởng của phụ huynh. Thì cái mình muốn nói đây là khi mà làm cái startup thì những cái gì mà mình planning có thể là khi mà mình làm thực tế rất là khác, và có những cái mà ví dụ như lúc mà mình cũng suy nghĩ, mình cũng tính toán, nhưng mà khi mà có những cái assumption, có những cái giả sử, giả thuyết mình đặt ra lúc đó thì lúc sau lúc mà mình làm thì nó lại không đúng như vậy.
Thì cái quan trọng ở đây là khi mà mình start thì thứ nhất là như Minh với anh Toan nói là mình anh bé nói là mình phải có planning, mình phải có passion, nhưng mà mình trong lúc làm mình cũng phải có cái sự mà flexible, có cái sự mà linh động một cách mà nó hợp lý. Và nhất là khi mà các bạn trẻ ở đây thì nói chung khi mà Việt Nam thì là có rất nhiều những cái lựa chọn, rất là nhiều những cái hướng để đi, thì quan trọng là mình chọn cái nào mà đúng hướng. Đúng hướng ở đây là vừa có cái mình vừa thích cái đó, vừa có cái khát khao, và cái đó nó cũng phải có cái nhu cầu thực tế của thị trường đó. Có những cái sản phẩm có thể rất là hay, nó đứng yên rất là hay, nhưng mà khi mà về Việt Nam thì có thể là cái thị trường nó không như mong đợi. Dạ, xin cảm ơn. Xin cảm ơn phần chia sẻ ngắn của các anh. Và em cũng nghĩ là qua phần chia sẻ này thì các bạn cũng phần nào biết được sơ về con đường xây dựng công ty của các anh. Và đến với buổi thảo luận ngày hôm nay thì chương trình cũng muốn là xoáy vào hai vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất đó là làm thế nào để các bạn có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để trở thành để có thể khởi nghiệp. Và vấn đề thứ hai đó là làm thế nào để khởi nghiệp tại môi trường Việt Nam. Thì ngoài những cái vấn đề đó thì Dư cũng muốn dạy như là muốn hỏi các bạn là các bạn còn những cái dạy như mong đợi nào khác từ buổi thảo luận ngày hôm nay hay không, để có thể các bạn nếu như mà như nghĩ là bây giờ các bạn vẫn đang suy nghĩ, nếu như mà các bạn nghĩ ra thì các bạn có thể hỏi các vị khách mời ở đây trong phần question and answer. Vậy thì bây giờ em thông qua cuộc trò chuyện, thông qua phần chia sẻ của cả anh thì em cũng biết như anh ta nói là nếu muốn trở thành, muốn khởi nghiệp thì phải cần có thời cơ hoặc là có một cái cơ hội nào đó, cũng như là anh Minh nói là phải có một cái tâm huyết để mà trở thành khởi nghiệp. Thì ngoài những cái vấn đề đó ra thì các anh nghĩ là các bạn cần phải chuẩn bị thêm những cái kỹ năng và ở những cái lĩnh vực nào đó cụ thể hoặc là ở những cái mức độ nào đó để có thể trở thành, để có thể khởi nghiệp được hay không? Ý kiến của các anh như thế nào? Mời anh Minh. Dạ. Anh nghĩ trước khi trả lời câu hỏi này, anh nghĩ là muốn trở thành entrepreneur là thứ nhất là phải biết hy sinh. Tại vì giống như hồi nãy nói khi mà mình đang yêu thì hy sinh tất cả, đúng không? Thì cái entrepreneur không phải là một cái nghề. Entrepreneur is a lifestyle. À, nếu mà các em chọn rồi, giờ nghĩa là die hard entrepreneur, giờ sau nghĩa là vùi đầu vùi óc vô cũng là entrepreneur. However, khi mà mình đã trưởng thành một chút xíu, đã bị u đầu chảy máu rồi trong cái entrepreneurship journey rồi á, thì mình khôn hơn. Tại vì lúc đầu á, anh describe cái journey của những người entrepreneur, thì có những cái người entrepreneur đó, người ta thấy cái opportunity, không phải người ta chưa thấy opportunity, sorry, người ta thích làm cái gì thì người ta muốn trở thành entrepreneur để mà coi như là realize, thực hiện cái giấc mơ, okay. Nhưng mà sau này khi mà mình học hỏi được rồi á, mình cái type entrepreneur khác á là người ta làm nghề này nghề kia không có thành vấn đề nữa, mà người ta nhìn cái opportunity, nhìn cái nhu cầu của cái người dùng ở ngoài, thì người ta thấy cái opportunity đó, người ta trở thành cái entrepreneur, có thể người ta làm cái nghề khác, người ta đang học IT, người ta qua nuôi cá, nuôi bò, đó. Nhưng mà nó cũng là entrepreneur, cũng là thấy cái opportunity, cái niche của người khác. Nhưng mà cái mà chung mà anh muốn chia sẻ ở đây mà các em rất cần làm á, anh nghĩ là cái đó là cái yếu tố rất là quan trọng để mà thành công, là networking. Cái mà cái quan trọng á là phải build network. Cái đó là giống như những em mà học về computer, nếu mà bây giờ không có cái standalone application nào hay cái nào cũng nói chuyện với nhau hết, không có network là không cách gì mà làm được. Thì cái quan trọng là cái network. Làm sao để build cái network đó, có thể là nói chuyện vào một cái panel khác, tại vì nó rất là dài. Đó, thì mình nghĩ là cái network đó rất quan trọng. Vì thế cho nên nếu mà mình làm một cái gì mà mình nghĩ là nó không có cái chance để mình thành công lắm á, cũng nên coi như tâm huyết giống như là Minh nói, cố gắng làm cái đó, tại vì cái đó nó đưa mình tới để mình biết nhiều người, để mình build cái network cái đó. Cái đó rất là quan trọng để mình
mình đi tiếp sau này. Thì đó, entrepreneurship is a journey, it's not a destination. Thì chắc anh có cái đề nghị nhỏ nhỏ thôi, tức là để cho mình cái gọi là discussion nó hay hơn chút xíu thì mọi người cũng gọi là nói chuyện xong đừng có vỗ tay. Lý do là lúc đó mình sẽ cảm giác như là mình đang gọi là thuyết giáo nhiều hơn là mình có một cái cuộc trao đổi, mà mình nghĩ là bất kỳ một cái gọi là discussion hay là một cái cuộc nói chuyện nào mà có giá trị khi mà mình có thể có trao đổi hai chiều với nhau. Cho nên là mọi người thay vì vỗ tay thì có thể là phản biện lại, hay đặt câu hỏi, có thể gọi là làm rõ hơn một cái ý mà một trong bốn người trên này nói chuyện mà mình cảm thấy là mình chưa có đồng ý, mình chưa có bằng lòng, đúng không? Thì cái sự phản hồi từ phía là audience nó sẽ tốt hơn. Để hỏi một câu hỏi là một người làm entrepreneur, một người làm business cần có những yếu tố gì để thành công hết, thì mình nghĩ là có cái đó là một cái mặt chủ rất là rộng. Nó sẽ tương tự giống như bạn đặt câu hỏi cho bạn là để làm sao để tôi thành công trong cuộc sống, hoặc là tôi trong trường làm sao tôi có thể gọi là học giỏi được. Mình thì mình thường lấy một cái ví dụ là thực ra cái câu hỏi mà ở trong trường làm sao học giỏi tương đối là một câu dễ trả lời. Vì sao? Vì mọi thứ nó được gọi là structure. Học giỏi nghĩa là gì? Đầu tiên là đi học đều, chăm học, đúng không? Là đừng có cúp cua. Thì cái đó thì tùy thuộc thôi. Mà thứ nhất là đầu tiên là mình attending, tức là mình hard work là thứ nhất. Thứ nhì là mình thực sự ra là coi như là có tất cả những cái gì mà liên quan đến môn học của mình cố gắng mình hoàn thành, đúng không? Mình mở rộng những cái mà cố gắng, cái quan trọng nhất của tất cả của cái việc đi học là làm sao học giỏi là gì? Các bạn phải có good score, tức là làm bài thi cố gắng điểm cao nhất, làm coi như là làm luận văn hoặc là làm một cái project hoặc là làm một cái bài luận thì là cố gắng điểm cao nhất. Nhưng mà một khi các bạn bước ra khỏi trường thì là một cái sự thật là gì? Là không ai gonna score you, đúng không? Mình đâu thể nào mà mình gọi là giờ làm sao để tôi biết tôi thành công, bây giờ tôi phải làm cái gì đó đưa ai chấm điểm rồi xong rồi là để tôi biết tôi thành công. Tức là cái gọi là kỹ năng để mình có thể thành công ở trong trường, khi mà bước ra ngoài cuộc sống thì có thể một số kỹ năng vẫn còn, ví dụ như là chắc chắn là hard work là một trong những cái rất là quan trọng, nhưng mà những kỹ năng khác thì sao? Thì mình nghĩ là quay ngược trở lại cái câu hỏi là làm thế nào để trở thành một người entrepreneur thì nó sẽ rất là rộng, giống như là làm thế nào để thành công trong cuộc sống tùy theo cái sự lựa chọn của mỗi người. Mình chỉ chia sẻ một cái rất là cụ thể đối với là VNG, là bản thân hiện tại bây giờ VNG thì trở thành một công ty rất là lớn rồi, không còn công ty startup nữa. Bây giờ hiện tại VNG là 1.300 người. Và một trong những cái vấn đề quan tâm hàng đầu của VNG là làm sao mình có thể gọi là tuyển chọn cũng như là xây dựng được những cái đội ngũ lãnh đạo tốt nhất cho công ty. Và một trong những cái gọi là câu hỏi là vậy thì thế nào một người lãnh đạo tốt, thế là một người gọi là coi như là làm việc tốt, đúng không? Thì một cái đức tính mà gọi là các thành viên trong ban giám đốc của VNG trao đổi với nhau rất là nhiều là tôi cần những người mà có entrepreneurship. Quay ngược trở lại cái chủ đề của mình ở đây, ngay cả như là đang làm việc ở trong một corporate cũng cần phải có entrepreneurship. Vậy thì định nghĩa đi, thế nào là trong một cái môi trường của VNG, thế nào là entrepreneurship? Thì cái định nghĩa của VNG là cái người mà có entrepreneurship là một người có một cái khả năng action rất là lớn. Quay ngược trở lại, khi mà các bạn đi học trong trường á, thì cái action của mình được gọi là gì? Ok, bây giờ thầy lớn lớn nói là giờ tôi có 3 bài tập phải về nhà làm, có đọc một cuốn sách này, lên cái website này để đọc, đi vô trong thư viện làm một cái chuyện nghiên cứu này. Những action của mình được define, được định nghĩa một cách rất là rõ ràng. Tuy nhiên cũng không phần lớn mình sinh viên biết nhau mà, đúng không? Chưa chắc gì làm giống như thầy nói. Nhưng khi mình gọi là mình trong môi trường làm việc thì cái người có cái khả năng action là một người đầu tiên phải định được là tôi sẽ làm gì, và sau đó là thực hiện tất cả những cái action đó với một cái tốc độ nhanh nhất có thể. Thì đối với lại VNG, định nghĩa cái định nghĩa của entrepreneurship là những người thực sự là những người làm việc, những người mà gọi là create ra hoặc là value hoặc là product hoặc là service. Thì làm sao mình có một cái thiên hướng hành động action càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt, tốt sit back, đừng có gọi là lo lắng về chuyện là bàn bạc quá nhiều, đừng lo lắng về theory quá nhiều. Nói trong giảng đường đại học thì nó hơi kỳ, nhưng mà thực sự ra là đừng lo lắng về sách vở quá nhiều.
vì thực tế là ở cuộc sống thì những cái theory hay là những cái điều mà mình học trong trường chắc chắn là sẽ được áp dụng, nhưng cái quan trọng hơn là mình luôn luôn có một cái xu hướng là tôi thấy một việc tôi nghĩ là cần phải làm, tôi sẽ làm nó với tốc độ và chất lượng nhanh nhất, tốt nhất có thể. Và sau một khoảng thời gian tương đối, ví dụ như là khoảng một năm, hoặc là ví dụ như là các bạn khi mà các bạn ra trường, các bạn có thể sau một năm làm việc, sau ba năm làm việc, sau năm năm làm việc, nếu mà các bạn liên tục action đó, thì các bạn sẽ cảm nhận được cái chuyện là các bạn tất cả những cái kỹ năng khác, từ là networking đến communication, đến gọi là những cái kỹ năng về business mà các bạn cần phải có, hay những kỹ năng về technical hoặc là về cái ngành của các bạn sẽ được phát triển rất là nhiều nếu mà các bạn là một người liên tục action. Thì nếu đối với DG thì định nghĩa là một người entrepreneurship, thì có nhiều cái yếu tố cần thiết, nhưng mà yếu tố quan trọng nhất là action oriented chứ không phải là gọi là talking oriented. Cảm ơn. Đừng có tay question phản đối. Thì em cũng muốn giới thiệu khách mời tiếp theo của chúng ta là anh Lê Nguyễn Hồng Phương. Hồi nãy mình cũng giới thiệu với các bạn là tại vì anh có vấn đề về sức khỏe nhưng mà anh vẫn cố gắng đến với buổi khai mạc của ngày hôm nay. Anh Hồng Phương là đã thành lập công ty BIT vào năm 2005 và đồng thời là phó chủ tịch của Hội Công nghệ Thông tin Bình Dương. Và mục tiêu của anh là anh muốn xây dựng công ty BIT trở thành công ty uy tín nhất để cung ứng về các sản phẩm về thông tin trước năm 2030. Thì chúng ta bây giờ quay lại với cuộc trò chuyện. Dạ anh, xin mời tôi chia sẻ với anh Khoa. Khi mà mình cân nhắc về vấn đề startup hay là entrepreneur, thì đối với cái doanh nghiệp như là Yola thì là bên mình thì làm việc nhiều với lại con người, tức là tất nhiên doanh nghiệp nào cũng là những người, nhưng mà mình là chủ yếu là tức là học sinh. Tức là đối với chính mình là học sinh, đối với chính mình là phụ huynh và trong nhân viên với nhau, nên là cái interaction, những cái tương tác giữa con người với nhau rất là quan trọng. Và cái chính ở trong cái ngành giáo dục là khi mà ta nói giáo dục thì cái chính là thứ nhất là cái brand, thứ hai là cái chất lượng, cái thương hiệu và cái chất lượng. Và cái thương hiệu và cái chất lượng ở cái trong cái lĩnh vực này nó phụ thuộc vào cái rất nhiều vào cái vấn đề là giáo viên, tức là những người mà đứng ra mà tương tác và hướng dẫn với học sinh, đứng ra mà chia sẻ với lại phụ huynh là ai. Và những người đó quan trọng nhất là không phải là ai, là không phải đến từ trường nào hay học giỏi hay là, mà ngoài ra còn là họ có deliver được cái chất lượng như là mình đã hứa hẹn với phụ huynh với học sinh hay không. Nên trong cái nên khi mà khi mà Khoa nghĩ đến những cái ngành khác hay cả ngành IT hay là về game, thì cái vấn đề mà cái con người rất là quan trọng, là mình phải, các bạn phải làm, tức là một mình không phải làm được hết tất cả mọi chuyện. Và các bạn làm sao, thứ nhất là làm sao mình phải thu hút được và phải là, tức là những bạn bè hoặc là thậm chí những người mà mình không, có thể là mình chưa biết đó, thì là mình làm sao mình phải thu hút được và mình phải hợp tác được với họ để bắt tay làm một cái gì đó nó lâu dài và nó bền vững. Tại vì và quan trọng nhất là mình thậm chí mình phải thu hút được những người mà có thể là họ giỏi hơn mình, có thể là nhiều kinh nghiệm hơn mình ở một cái gì đó. Tại vì ở đây khi mà các bạn người khi mà ở làm ở Việt Nam thì có, tức là có thể là mình biết về cái, ví dụ là mình biết về cái education, về cái lĩnh vực giáo dục đi, nhưng có thể để mà mình triển khai được nó nhưng mà muốn thì cần rất là nhiều những cái bàn tay về những kỹ năng về tài chính, về marketing và thậm chí là về dường như là về tâm lý học trong cái lĩnh vực của mình. Và khi mà trong cái vấn đề đó, nên là mình muốn nói đây là cái vấn đề mà con người, tức là con người đây là thu hút được những cái người khác tham gia với bạn và hợp tác được với họ và kiểu như quản lý được và tương tác được với cái đối tượng khách hàng của mình. Tại vì cuối cùng những cái công ty tốt, tất cả những cái tổ chức tốt, tất cả cuối cùng đó là về những cái con người. Những con người của công ty đó là gì? Tại vì công ty mình có thể lúc đầu mình thay đổi từ e-learning đến bây giờ là đến dạy test prep, sau này có thể mình làm một cái khác, nhưng cái những cái con người mà ở với mình, những cái con người mà họ bắt tay của mình thì họ sẽ đi rất là lâu dài. Và trong cái vấn đề đó nên mình muốn nhấn mạnh là cái yếu tố con người, và mình làm sao mà để khi mà các bạn gọi là sẵn sàng để mà startup, thì các bạn có thể khả năng mà có thể là kêu gọi những cái bạn khác cùng tham gia. Bạn khác đây có thể là không hẳn là phải là bạn của mình, có thể là những người mà gọi là chưa quen biết, nhưng mà mình phải có cái khả năng mà kết nối được với họ và gọi là triển khai được với những người khác. Xin cảm ơn. Thank you.
anh Phương là anh có thể chia sẻ là những cái kiến thức và kỹ năng mà anh đã chuẩn bị trước khi mà anh thành lập công ty VIT được không ạ? À, xin chào tất cả mọi người, tôi cũng xin lỗi rằng là cứ nghĩ rằng là hôm nay sẽ không đến để nói chuyện được với các bạn. Tối hôm qua không hiểu tại sao cái người nó khó chịu quá, ngủ đến sáng giờ luôn. Khi mà đến đây thì gọi bus cũng không được, gọi taxi cũng không được. Và đi bus thì cũng được một bạn khác hướng dẫn, và hướng dẫn nãy giờ thì cũng đúng gần 2 tiếng đồng hồ đến được tới đây. cái việc vừa rồi đó, nó cũng giống như cái việc khởi nghiệp của mình. Đó là việc mình khác những anh chị khác. Ví dụ anh Minh có background học về rất là tốt. Mình học ở Việt Nam. Và mình thực sự cái máu kinh doanh nó có khá sớm. Lúc năm 2 học là mình đã nghĩ đến việc mình có một công ty riêng rồi. Và đến năm 3 là mình tập hợp một cái nhóm cũng khá là những anh chị rất là giỏi, riêng mình làm group. Thì lúc đó cái nhóm đó tan rã ra, tại vì toàn là những bạn mà học rất là giỏi. Và sau đó mình cũng có một cái quyết tâm là mình phải khởi nghiệp. Và khởi nghiệp nó chỉ đơn thuần, nó chỉ là một cái passion của mình thôi. Và mình thấy rằng là khi mà mình lúc học đại học mình thấy mình muốn rất có nhiều tiền. Và mình khởi nghiệp để mình kiếm tiền. Và mình muốn kiếm thật nhiều tiền. Đó là cái vấn đề của mình. Đã kiếm được nhiều tiền chưa? Cảm ơn Minh. Khi mà kiếm tiền rồi đó, kiếm một thời gian, cái mình thấy rằng là đi làm đâu phải để kiếm tiền. Tại vì mình khác ở những anh chị khác, có nghĩa là mình học bằng cách trải nghiệm. Khi mà mình kiếm tiền một thời gian thì mình thấy rằng là một số khách hàng không còn trung thành với mình nữa. Cái vấn đề của họ ở đây, vấn đề ở đây là sau đó mình thay đổi được cái mindset của mình, đó là kiếm tiền bằng cách mang lại một giá trị nào đó thực cho khách hàng. Kiếm tiền bằng cách làm cho khách hàng kiếm được tiền. Nhưng đến hôm nay, đến gần đây, cái mindset mình thay đổi nữa. Đó là kiếm tiền bằng cách nào đó mà mang lại cho khách hàng một giá trị, khách hàng kiếm được tiền và không ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Điều đó có nghĩa là khi mình có nhiều tiền, mình cũng sẽ không đầu tư vào những lĩnh vực mà nó mang cái ý nghĩa tiêu cực đến cái xã hội. Và đến thời điểm này chắc chắn là Phương thì cũng chưa kiếm được tiền nhiều như anh Minh. Nhưng mà có một vấn đề thế này, đó là các bạn biết không? Các bạn thấy tên không? Lê Hồng Minh, Lê Nguyễn Hồng Phương. Nếu mà Phương mà mắc cái chữ Nguyễn ấy, thì có thể là Phương là Lê Hồng Phương. Có thể em có Lê Hồng Minh. Cuộc đời của Phương bây giờ chắc là lên đâu rồi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nào? Vấn đề nằm ở chỗ là Phương là Lê Nguyễn Hồng Phương. Ở Việt Nam có một người tên Lê Nguyễn Hồng Phương thôi. Cho nên là cách kinh doanh của Phương nó sẽ khác anh Minh. Cách kiếm tiền của Phương nó sẽ khác anh Minh. Và mọi thứ nó sẽ khác anh Minh. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn sự chia sẻ của các anh. Thì cho mọi người cũng biết, cũng phần nào hiểu được rằng muốn khởi nghiệp thì chúng ta phải cần có network như anh đã nói. Cần có một cái action oriented. Và cũng giống như là cần có, giống như là phải có nguồn nhân lực. Thì các anh nghĩ rằng những cái kiến thức và kỹ năng đó mình có thể học được trước khi, có nghĩa là mình thành lập công ty và mình học được điều đó, hay là mình nên vào một công ty để làm, để mà học hỏi những cái kinh nghiệm trước khi khởi nghiệp, các anh nghĩ như thế nào? Thực sự ra là mọi người có thể nghe được rất là nhiều các cái câu chuyện của gọi là những cái người mà khởi nghiệp rất là thành công ở bên Mỹ, chẳng hạn như là ví dụ gần đây nhất là Mark Zuckerberg chẳng hạn, như là phải thành lập Facebook năm 20 tuổi, thì sau 6 năm thì bây giờ là một, nếu mà nói về tiền thì là một trong những tỷ phú trẻ nhất của Mỹ. Về nói về sức ảnh hưởng thì Facebook là có 550 triệu khách hàng trên toàn thế giới, tức là một trong những công ty mà có sức ảnh hưởng rất là lớn. Và bản thân mình nghĩ là Mark Zuckerberg thì chắc là cũng sẽ thiếu rất là nhiều các cái skill set, ví dụ như là về finance, hoặc là về human resources, hoặc là về, mình nghĩ là nhiều thứ khác chắc là sẽ không có. Và bản thân là Mark Zuckerberg cũng nghỉ học giữa chừng để start up cái công việc khởi nghiệp chẳng hạn.
với mỗi người cái chuyện mình học hỏi những kỹ năng mình có thì nó sẽ khác biệt nhau. Có thể có những người rất là giỏi, không cần học gì hết có. Ví dụ như là Bill Gates hoặc là Mark Zuckerberg là những cái gọi là điển hình của việc thành công từ rất trẻ và từ rất là sớm. Còn có những người thực sự ra là bản thân họ có cái sự thành công trẻ hơn rất là nhiều. Một trong những cái ví dụ mà mọi người có thể hình dung được là bản thân là Steve Jobs, tức là được consider là một trong những CEO và như là vĩ đại nhất của thế kỷ 21 hiện tại. Vì bản thân là Steve Jobs là thật ra là thành công rất là sớm, nhưng mà sau đó là bị gọi là hội đồng quản trị của Apple là đuổi ra khỏi cái công ty mà chính mình sáng lập, và phải 20 năm sau thì mới quay trở lại cái công ty Apple. Lúc đó Steve Jobs là hơn 50 tuổi rồi, và cái sự comeback mà thành công với Steve Jobs thì cái lần thứ hai nó lớn hơn lần một rất là nhiều. Thì cái như là anh Phương có nói hay là như Khoa có nói hay như anh Châu nói, mình nghĩ là tất cả những cái kỹ năng của mình á đều có được thông qua cái quá trình mình làm việc hoặc là mình trải nghiệm trong cuộc sống. Có thể là các bạn làm việc trong một cái công ty, đó là một cái con đường mà nhiều người sẽ dùng, tại vì làm việc trong một công ty là một cái vừa an toàn, đúng không? Mình vừa có thể mình gọi là tương đối là mình có một cuộc sống mà không đến nỗi là như là hy sinh lắm như là anh Thôi nói, mà mình cũng có thể mình học được những kỹ năng cần thiết chẳng hạn. Hoặc là có những bạn có thể là học tập anh Phương, tức là bây giờ là tôi gọi là học tập bằng cách là nhảy vô cuộc chơi ngay từ rất là sớm, có thể coi như là gọi là chưa thử thì làm sao biết gọi là thương đau làm sao, cho nên là phải thử đi. Rồi mình hy vọng là mình sẽ học hỏi được nhiều cái kỹ năng khác, nhiều cái kỹ năng cần thiết cho việc khởi nghiệp, trong bản thân quá trình khởi nghiệp. Miễn sao là mình ở VNG thì cũng có một câu, tức là action oriented là rất là tốt, chạy càng nhanh càng tốt, bình thường cũng được, miễn sao được nó chết người. Tức là làm sao thì mọi người có thể là coi như là học bằng chính cái việc trải nghiệm của các bạn, miễn sao đừng tới nỗi là không học được nữa thì ok. Cho nên mình nghĩ cái câu trả lời nó là nó rất là tùy thuộc vào từng cái hoàn cảnh cũng như từng cái quyết định của mỗi người, nhưng nó có một cái điểm chung là cái khả năng học của mỗi người như thế nào. Tức là mình có thể mình ở trong một môi trường đại học, nhưng mà mình có khả năng học, ở đây học không phải học sách vở, mà học những kỹ năng cần thiết để mình có thể mình thành công sau khi mình tốt nghiệp. Hoặc mình có thể mình làm việc trong một công ty, có thể đó là một công ty nhà nước, có thể đó là một công ty tư nhân rất là nhỏ, có thể đó là một công ty nước ngoài, hoặc là mình làm việc ở Singapore, hoặc là mình làm việc ở Việt Nam, hoặc là mình bản thân mình khởi nghiệp những cái gọi là những cái công việc hay là công ty của mình ban đầu rất là nhỏ. Nhưng nếu các bạn có một cái, đầu tiên là một cái tinh thần học hỏi, tức là luôn luôn đặt câu hỏi là tôi đang học được những điều gì thông qua những công việc hiện tại, và thứ hai là cái học đầu tiên là có tinh thần, thứ nhì là mình phải liên tục mình áp dụng những cái điều mình học được vào thực tế công việc của mình, không cần biết là học được ở đâu, thì khi đó cái kỹ năng của mình nó sẽ càng ngày càng được phát triển. Còn sẽ có rất là nhiều người mà ở trong một cái môi trường học hỏi rất là tốt chẳng hạn, nhưng mà chưa chắc là học được nhiều, tại vì bản thân ví dụ như ở VNG hiện tại bây giờ đi, mình phải đối mặt với một trong những cái thách thức rất là lớn là gì? Trong những cái thế hệ đi đầu của VNG, tức là những cái người mà tham gia vào những cái ngày đầu tiên gian khổ rất là khó khăn, thì hiện tại bây giờ có những người có những cái vị trí tương đối là cao ở trong business. Ví dụ như họ có thể họ manage, họ quản lý một sản phẩm lớn, hoặc là họ quản lý một nhóm sản phẩm, hay hoặc quản lý một cái function rất là quan trọng trong business. Nhưng bây giờ một cái vấn đề là họ cảm thấy là họ thành công, tại vì trong quá trình 5 năm hay là 6 năm vừa rồi họ làm được rất là nhiều việc, họ thành công vừa về cả về công việc, họ tương đối thành công về mặt tài chính, thì họ cái tinh thần học hỏi của họ không còn được nhiều nữa. Thì bây giờ mình phải xử lý những người đó như thế nào? Tại vì bản thân thứ nhất là gì, họ là những người có cái vai trò rất là quan trọng trong business của mình hiện tại, họ đóng góp rất là lớn, như là chẳng hạn như Việt Nam các bạn biết hồi xưa, như là ai mà đi kháng chiến cái về gọi như là đóng góp kết quả lớn là về phải được cái chức cao, cái đó là cái chuyện rất là bình thường, đúng không? Đó là tâm lý nói chung của người Việt nói riêng và của nói chung là của mọi nơi, thì đều thấy là anh có cống hiến thì anh phải được tục thưởng bằng một cái vị trí chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ mình nhận thấy một điều là gì, nếu mà anh không có tinh thần học hỏi thì anh không thể nào phát triển, mà anh không phát triển thì có nghĩa là cái business của mình không phát triển được, tại vì anh đang ngồi ở cái vị trí đó, anh đang manage một cái công việc đó. Thì đó là một trong những thách thức rất là lớn của VNG phải giải quyết, là với những người có khả năng hiện tại rất là tốt, có vị trí hiện tại rất là quan trọng, có một cái đóng góp rất là lớn trong quá khứ, nhưng hiện tại tinh thần học hỏi không còn được cao, mình phải làm gì? Thì quay ngược trở lại trả lời cái câu hỏi của Như là
học bằng cách nào, học ở đâu thì nó sẽ tùy thuộc vào tất cả mọi người. Nó không có một cái phong luật chung đó, tại vì mỗi người mỗi kiểu. Tuy nhiên, tinh thần học hỏi, cách thức học hỏi, khả năng học hỏi là điều quan trọng nhất. Mà Minh chỉ có thể chia sẻ thêm một điều là tất cả những cái mình học ở ngoài cuộc sống, cái cách thức mình học nó sẽ khác rất là nhiều với lại cái cách thức mình học ở trên giảng đường đạo. Và một trong những lý do tại sao mà Minh không gọi là khuyến khích mọi người vỗ tay, giờ thấy không vỗ tay thì nó không tốt, là một trong những cái điều quan trọng của việc học là sao, là khi mà các bạn nghe thấy một điều gì đó, đừng lập tức đồng ý với điều đó. Tại vì khi mình vỗ tay, một có thể là mình thấy hay quá mình vỗ tay, hoặc là mình cảm thấy những người xung quanh mình vỗ tay thôi, mình vỗ tay theo, nó lịch sự. Thì trong đầu mình đã có một cái gọi là công tác rồi, coi như là điều mấy ông này nói là đúng rồi, tôi vỗ tay, đúng không? Còn nếu mà mình nghe một điều gì đó mà mình đó là mình suy nghĩ là như vậy điều đó có nghĩa gì với tôi? Có chắc là điều đó có đúng hay không? Có tôi áp dụng điều đó như thế nào? Khi trong đầu mình bắt đầu mình nghe thấy một điều gì đó, mình bắt đầu mình suy nghĩ, mình có câu hỏi, có nghĩa là các bạn đang có cái kỹ năng học hỏi rất là quan trọng. Chứ còn nếu mình nghe ví dụ như ở trong mình nói là tại sao một cái sự khác biệt rất là lớn, ở trong trường đại học thì đa số là mình nghe gọi là thầy giáo nói gì đó thì mình cũng vỗ tay thôi, hoặc là thường ví dụ thầy nói thì phải đúng. Có thể là mình nghĩ là ở môi trường của Singapore chắc nó sẽ khác rất là nhiều môi trường ở Việt Nam chẳng hạn. Ở Việt Nam mà thôi, thầy nói là học trò cắm đầu cổ chép ở dưới đường cũng không tới gọi là được nghe nữa, mà chỉ có chép thôi. Tuy nhiên khi mà mình ra bên ngoài thì cái một trong những cái điều quan trọng của mình là không phải cái gì mà người ta nói đều đúng với mình. Cái đó là cái thứ nhất. Và cái thứ nhì là không phải cái gì đúng với mình trong quá khứ cũng đúng với mình trong hiện tại hoặc trong tương lai. Cho nên là cái kỹ năng, cái tinh thần học hỏi và kỹ năng học hỏi nó quan trọng hơn rất là nhiều với việc bạn học ở đâu, học như thế nào, học cái gì. Xin cảm ơn anh ạ. Về cái việc mà học hỏi thì không phải ra đời mình học được, không cách gì mà mình chưa làm mà mình ngồi mình strategize mình học được, mình phải thất bại mình học được. Cái thất bại là cái rất là quan trọng, tại vì nhiều khi mình tự khuyến khích mình nói thất bại để mình học hỏi cái này, nhưng mà mình phải học hỏi thật sự cơ. Mình biết có phải mình khi mình làm cái gì á, mình không đi kiếm cái thất bại để mình học, nhưng mà mình làm với cái tâm huyết của mình, với cái sự hiểu biết của mình. Rồi sau đó nếu mà nó có lỡ thất bại thì mình phải không bao giờ làm lại một cái mistake hai lần. Cái đó là các bạn phải giữ trong đầu cái đó. Trong những cái buổi nói chuyện trước đây ta đã nói về cái việc mà entrepreneurship hay cái gì đó. Anh đang viết một cái bài về cái đó trong International Business Review, nói về cái success factor. Thứ nhất là phải định nghĩa cái success factor là cái gì. Cái thứ hai á, là muốn đạt tới cái đích, mình nói cái đích là mình muốn cái success có thể là success với mình, khác với success với các bạn. Thì mình nói cái success factor phải có nhiều thứ. Thứ nhất là phải có kiến thức. Làm entrepreneurship thì làm trong một cái lĩnh vực nào đó mình phải có kiến thức. Cái thứ nhì đó, mình phải hard work. Chờ thời buổi này á, kiến thức không đủ, tại vì rất là competitive. Mình phải làm việc rất nhiều, ngày đêm làm việc rất nhiều, mình mới coi như differentiate mình với người khác được. Cái thứ ba là cái yếu tố là luck. Cái luck đó là mình không có control được, mà mình có thể tạo điều kiện cho cái luck đó happen được. Thì cái luck đó, nếu mà mình ngồi trong nhà thôi thì nó sẽ không đến với mình. Thì mình phải đi ra, mình gặp, mình network với người này, network với người kia, thì cái luck nó sẽ đến với mình. Đó. Thì trong ba cái đó, cái combination giữa ba cái đó, nó có một cái factor nữa mà rất là khó modeling. Cũng cả năm này rồi mình đang nói về cái vấn đề mà số, thì mình model ba cái yếu tố đó được, nhưng mà cái yếu tố về emotion mình rất là khó cái model cái đó. Thì hồi nãy mình có nói về Steve Jobs với lại Bill Gates. Mình biết Steve Jobs rất là kỹ, tại vì cách đây 20 năm á, mình làm trong một cái development team cho cái user interface của cái machine Next Step.
Next step là một cái first machine, cái very nice user interface. Bây giờ mình nhìn lại 20 năm, trên 20 năm về trước, nhìn lại cái user interface đó thì nó advanced hơn là cái Windows bây giờ nữa. Yeah, but cái yếu tố của Steve Jobs á, là giống như Minh nói hồi nãy á, là có một cái giai đoạn đầu và giai đoạn sau. Giai đoạn đầu ông rất là thành công về, tại vì ông rất là emotional, muốn là he's a techie, muốn là tạo ra cái gì mà coi như differentiate from everyone. Thì không biết các em đây đã học, đã đọc cuốn sách về Crossing the Chasm chưa? Thì cái chasm khi mà mình làm business đó, thì cái bell shape đó, khi mà mình cái ông Steve Jobs đó, thì ông capture cái early adopters, nhưng mà cái ông Bill Gates ổng là không có về cái, ổng không cần phải về high tech gì hết á, nghĩa là cái words hay là PowerPoint là cái mình xài hàng ngày, nhưng mà mọi người xài cái đó thành gì, cho ông nhiều tiền hơn, ông giàu hơn, làm nhiều tiền hơn Bill Gates. Ban đầu là như thế đấy. Nếu mà các em mà hướng về coi như là kiểu có cái mục đích và làm thế nào để mà làm nhiều tiền, giống như Phương ở đây, thì phải nhìn vào cái, phải cross the chasm, phải nhắm vào số đông. Hoặc là nếu mà có cái số ít á, thì phải sell the premium price. Cái đó là cái principle của marketing thì các em ở đây biết nhiều nha. Thì các nói là ông Steve Jobs, ông rất là emotional. Thì cái emotion là cái rất là khó để mà control. Anh xin thú thật với em là cái gì anh em, các em sẽ hiểu, chị nói xin lỗi, sẽ hiểu là khỏi tất cả những người entrepreneurs ở đây, là một ngày của người entrepreneur là cái khó khăn nhiều hơn là cái vui thú. Nhưng mà cái vui thú là cái mình đã làm cái gì mình mong muốn, cái từ mình ước mơ cái gì đó mình làm được. Thì anh thú thật với các em, nhiều khi anh deal một cái deal gì đó, anh chỉ muốn nói ok, we cancel the deal and that's it. Anh muốn đi về thôi, anh rất là bực mình. Nhưng đó là cái mà lúc đầu anh muốn nói như vậy, thấy không? Cái con người ai cũng vậy, các em cũng sẽ suy nghĩ như vậy. Nhưng mà cái how to control your emotion để mà cho được việc của mình. Sure. Thì cái ông Steve Jobs cũng vậy, Steve Jobs rất là emotional, want to push for things. Thì ông, tại sao mà ông trở về, ông rất là successful? Tại vì ông still emotional, nhưng mà ông được cái, ông sau này ông được cái coach leadership, ông switch từ cái Apple, từ qua cái Intel base, thì cái coach nó hạ xuống, thì nó ông cross the chasm, thì ông được nhiều người, nhiều cái user hơn, thì đó, thì từ lúc đó thì nó bắt đầu lên, thì ông là có một cái technology background rồi, he is the phenomenon of the century. Đó, thì đó là một cái bài học mà mình quan sát nói được. Thì anh nghĩ là cái mà mình cái điều quan trọng là muốn học được là phải nhảy vào thôi. Còn nếu mà không học được phải nhờ ISO mình xuống nước mình mới bơi được.